Dạ, như vậy là những người trong gia đình đó còn đều khỏe mạnh ha anh? Dạ, khỏe mạnh, nhỏ nhất mới 2 với 2, 3, 4, 9, 12, 13 tuổi. Dạ. Rồi vợ bỏ. Đây. À, chú ấy vẫn còn động đậy mà ngủ cái thế gì mà lạ, chưa từng thấy vậy. Nó đuổi theo mình. Thôi đi, thôi đi, thôi đi, thôi đi, đừng có theo nè. Không đứng lên theo. Đứng lại đi. Đứng lại đi, đứng lại đi, đứng lại đi, không theo. Trượt đoạn đường hơn 2 cây số, trên con lộ giao thông nông thôn dẫn sâu vào đồng ruộng được lót đan bằng phẳng. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị cùng các bạn vào sâu trong đồng ruộng để xem những hoạt động của đồng ruộng vào mùa nước nổi. Rẽ vào một con đường đất nhỏ được nông dân rải hến thô sơ, cũng là lúc đón nhận một trận mưa như trút nước. Trước mắt chúng tôi là những hoạt động nhộn nhịp khi mùa lũ đang về. Dạ, con chào chú ạ. Dạ, hôm nay chú dẫn đoàn đi bẻ bắp như vậy thì một ngày mình bẻ được khoảng bao nhiêu công chú? Chú thì ngày nay bẻ có 3 công bắp này đó, 7 8 ngày 9 10 ngày mới được bẻ 3 công này đó. Dạ, như vậy là mình bẻ 1 công vậy là bao nhiêu tiền cho 1 công vậy chú? Cái này cũng chưa có nói giá với thằng cáo, mà nó kêu bẻ thì nó chưa nói giá, nó nữa nó trả nhiều cũng trả thì mình cũng không nói giá nó được nữa. Dạ, mà thường thường như vậy là mình bẻ 1 công bắp như vậy là mình được bao nhiêu tiền công vậy chú? Thường công 350. Dạ, 300. Dạ, trong cái khoảng 300 và 350 ha. Dạ. Mà mình tự gom rồi bẻ như vậy luôn. Dạ. Chỉ thu hoạch như vậy là xong rồi đó hả chú? Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Trên đường đi thì mình có bắt gặp mấy anh đang bơm nước, đang đuổi chuột từ trong hang ra. Thấy công việc làm của mấy anh quá là điệu nghệ luôn, phải nói là công nghệ để diệt chuột luôn á. Anh dùng một chiếc lưới chài nè. Chào em, các bạn. Dạ. Đang đi bắt chuột. Thì mình cũng tiến đến đây để xem các anh hoạt động như thế nào. Thấy anh làm cái công trình rất là quy mô rồi đó, làm như vậy là quá hiệu quả rồi. Dạ. Mình đào từ khi nào tới giờ mà được bao nhiêu đây anh? Mới làm đó. Mới làm á kìa. Chột quá úng rồi em ơi. À, anh em chột anh em. Quá úng rồi. À, quá úng rồi. À, bỏ vô gọng anh. Quá hay, quá hay rồi. Tới ta đổi tay, đổi tay. Wow.
con chuột chạy ra đúng rồi. Chạy vô hang đó nữa. Ngay cái dưới giò không lấy kìa. Bị lủng chài hay gì? Dính rồi. Nó không phải nó lủng chài mà nó lòn ở dưới á. Hết xăng rồi, lấy xăng lại cho. Quá im. Chuột quá lớn luôn. Chuột quá lớn luôn không? Lớn luôn. Wow. Chạy. Kéo cày hơi lại cái đẩy lên lại trước đi. Ờ bắt rồi đi ra đẩy lên trước. Mình dùng cái máy như vậy nó có hao xăng nhiều không không vậy anh? Không đâu. Ít hao hả? Ít hao xăng hơn. Dạ. Nó khỏe hơn mình đào nữa. Dạ. Dạ đỡ anh em ơi. Đây. Hoạt động rất là thú vị luôn. Rất là náo nhiệt. Cây lui lại cái bỏ vô. Rồi hiện tại thì các anh đang bắt chuột mà chiếc máy nó bị hết xăng dở lỡ rồi. Giờ mấy ảnh đi lấy xăng để châm vào cái máy đang bắt tiếp. Cái số chuột nó còn ở trong mấy cái hang này nè. chung ra hết dính hết vô lưới thì làm sao mà chảy tỏi. Ông Tư quá trời ông bận. Rồi mấy anh em ở đây làm đi nha, mình xin phép đi quay cái cảnh khác nữa nha. Rồi, cảm ơn mấy anh em hỗ trợ cho mình được cái video ngày hôm nay luôn nha. Tạm rời khỏi hình ảnh nhộn nhịp của bà con, chúng tôi tiếp tục lên đường, đi sâu vào đồng ruộng. Đến nơi có đầu ngọn nước đang tràn lên đồng ruộng. Lối đi quanh co trơn trượt làm cho việc vận chuyển trở nên khó khăn. Xa xa xuất hiện vài vũng lầy. Công việc đôi lúc tưởng chừng như bỏ cuộc. Tới đây thì đoạn đường quá là khó đi rồi. Sau trận mưa thì nó bẫy bùn lên như thế này. Trước mắt vẫn còn thâm thẳm một màu xanh. Với lòng quyết tâm, chúng tôi tiếp tục lên đường. Cuối cùng, mọi cố gắng đã được đền đáp.
nó đuổi theo mình. Thôi đi, đừng có theo nè. Không đứng lên theo. Đứng lại đi, không theo. Nó thấy mình mặc chiếc áo màu đỏ, nó đi theo mình. Giờ cũng rất may là con trâu này có một sợi dây dạm buộc lại, chứ không thôi thì nó cũng đi theo mình tới chân luôn. Thôi tạm biệt chú trâu nha, không làm phiền chú đâu. Cái cảm giác đó mình rất là lo luôn, rất là sợ luôn. Mình không biết chú trâu sẽ dừng lại theo yêu cầu của mình hay không, hay là chú sẽ tiếp tục đi, và lúc đó nó sẽ nguy. Nói chung là mình nó nguy hiểm đó, nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên quý vị dùng cùng các bạn đi gặp trâu thì nhớ cũng đừng có lại gần nó làm gì, nếu như là không phải trâu của mình nuôi. Và đặc biệt nữa là mình đừng có nên mặc áo đỏ như vậy nha các bạn. Hãy tiến gần hơn nữa chỗ đàn trâu đang ngâm nước. Nơi đây nước nổi đang về xăm sắp bờ ruộng rồi. Mình nhận thấy con nước đang lấn vào đồng ruộng, đang tràn lên thửa ruộng này, và nước đang chảy lên. Ở xa xa, dưới con nước trắng xóa, chúng tôi bắt gặp một đàn trâu đang nằm nhơi cỏ. Ở đằng đó có chú trâu nằm gì đâu mà nhìn thấy lạ thế. Đây mình tiến lại, cái chú trâu mà nằm ngủ gì mà lạ vậy, cắm cả cái sừng xuống đất luôn. À, chú ấy vẫn còn động đậy mà ngủ cái thế gì mà lạ, chưa từng thấy vậy. Thôi chắc cũng không lại gần làm gì đâu, không nên lại gần, bởi vì là chỗ của người ta đang nghỉ ngơi. À, xin lỗi, chỗ của chú trâu đang nghỉ ngơi. Dưới một mảng ruộng màu xanh hòa quyện vào một màu trắng mênh mông của nước nổi, chúng tôi cảm thấy nó tĩnh lặng mênh mông. Ở đằng xa thì tôi vừa thấy anh ngư dân đang đi thực hiện công việc đổ lợp cua. Hôm nay anh đặt bao nhiêu cái lợp cua vậy anh? 400-500 cái. Vậy à? Ừ. Như vậy là mình thu nhập một ngày khoảng bao nhiêu ký cua vậy anh? Ngày nhập mười mấy ký, một cả 15 ký. Dạ. Bạn bẩn mà. Dạ. Ngoài ra rồi anh còn làm công việc gì khác hơn nữa không? Đặt lợp cua ở chiều giờ bạn mấy hôm 9-10 giờ đêm mới nghỉ. Vậy là anh đi đổ cũng phải là gần một ngày mới hết cái số lợp của anh rồi hả? À, ngày mới hết. Dạ. Vậy cho em coi cái động cua được không anh? Đây nè. Dạ, em để loại. Ở đâu hả? Dạ, em bên ATV ẩm thực vùng quê á, để làm những cái tư liệu về bên bà con nông dân mình vào mùa nước nổi á, sinh hoạt trên đồng ruộng á. Đây là cái số cua của anh
Dạ, thu hoạch từ lúc đi đổ cua. Dạ. Nãy giờ được bao nhiêu đây? Như vậy là cua hiện tại là 1 ký khoảng bao nhiêu anh? Bây giờ sục có còn 16 ngàn. Vậy à? Dạ. Vậy công việc mua bán cũng thuận tiện không anh? Thuận đâu, đi xin chốt có qua không? Dạ, vậy chốt anh Vĩnh Hậu. Anh ở đâu rồi đến đây đặt lập cua? Nè, đây ra ngoài tới rồi. Dạ. Hiện tại cuộc sống gia đình của anh có thể chia sẻ. Đủ lẫm, sợ ấy không có dư giả luôn. Dạ. Dạ, bỏ nữa. Dạ, tôi bắt hai con tôi nuôi. Vì hiện tại hiện nhà là 7 mạng đó nên tôi nuôi. Thấy không cực cái ghê không? Sáng 5 giờ tới bây giờ đó. Phim trâu đạp nữa. Vì là trâu nó đạp lợp của anh hả? Dạ. Yeah. Đạp banh chảnh chân. Nghèo khổ đi nè quơ. Không coi giò cẳng nó ăn nè. Nghe không? Giò cẳng nè, ghê không? Wow, cái này là do nước ăn ha. Dạ. Rồi anh có sử dụng thuốc gì không? Có Ambipicha với phèn chua. Mấy người nói sức chịu nổ đi cái này là nghèo khổ. Thấy không? Vì là mình dùng phèn chua với Ambipicha. Dạ. Mình xử lý cái vi nấm đó. Dạ. Hiện tại thì trong nhà mình có bao nhiêu người? Hai mẹ cha ruột nhà, hai đứa em có chồng rồi, với nó gửi ba đứa cháu với hai con em. Dạ, như vậy là còn 7 người ở nhà. Dạ, như vậy là một mình anh, một mình anh mà phải gồng gánh nuôi. Dạ. 8 người trong gia đình. Dạ, nên tôi là bỏ nó còn 7 người. Dạ, như vậy là những người trong gia đình đó còn đều khỏe mạnh ha anh? Dạ, khỏe mạnh, nhỏ nhất mới 2 với 2, 3, 4, 9, 12, 13 tuổi. Dạ. Rồi vợ bỏ. Dạ, dạ. Cái những người hiện tại trong gia đình là có thể là làm cái gì có thể thêm thu nhập được không anh? Có đâu, già ổng đau hoài, xấu quá cuộc sống, cha. Mẹ thì vợ giữ mấy đứa cháu. Dạ. Rồi đặt lập cơ bữa nào hết bữa nấy, ngày kiếm 100-200 ngàn, mua đồ cho mấy nhỏ, mấy người lính ăn. Rồi mấy cháu có đi học đầy đủ không anh? Có, bây giờ học trên mạng, trên điện thoại không à. Dạ, em cảm ơn anh luôn nha. Dạ, rồi dạ. Em chào anh. Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ. Nhìn những bước chân hối hả của anh cho thấy công việc còn bộn bề phía trước. Mặt nước tĩnh lặng, cây cũng buồn in bóng. Như chia sớt nỗi vất vả cùng anh. Dõi theo anh những bước chân hối hả, đợi con nước mỏi mòn điên điển cũng hiếm hoa. Chúc anh có nhiều nghị lực để vượt qua thời điểm này. Và không quên chúc gia đình anh nhiều sức khỏe. Ở đây thì kiến lửa nó gom lại lên trên gò, tại nước lên chậm quá cho nên nó không có kết bè, nó trôi đi. Như lúc nước lên nhanh, kiến lửa nó kết bè, nó trôi đi. Ở vị trí này thì nhìn ra ngoài kia thì thấy cô bác ngư dân ăn đặt vớn, mà nước thì cũng cạn. Nên mình chọn phương án là lội tắt ra ngoài luôn.
Đây lội tắt ra ngoài để cho quý vị cùng các bạn xem được cái hoạt động đặt giếng ở trên đồng quê là như thế nào nha. Hiện tại thì nước khá là sâu đó. Thưa quý vị cùng các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng ở giữa đồng nước mênh mông. Nơi đây con nước dâng lên sắp sửa ngập cả ngọn lúa. Và mọi hoạt động ở trên cánh đồng của quê mình hôm nay rất là náo nhiệt luôn. Trên đường đi thì mình có thấy anh ngư dân này nè đang đặt giớn. Để mình tiến lại gần đây hỏi anh xem cái hoạt động của đồng quê mình trong ngày hôm nay ha. Hôm nay anh đặt giớn ở trên cánh đồng của quê mình đó hả? Dạ. Dạ. Vậy là mình có bao nhiêu cái giớn vậy anh? 40 cái à. Dạ. Vậy là mình đặt cái số giớn này là từ lâu hay là mới đặt đây vậy anh? Đặt lâu lắm rồi. Đặt mấy chục năm rồi. Dạ. Vậy là anh làm cái nghề giớn này đã mấy chục năm rồi. Dạ. Vì nước bây giờ nó về hơi trễ rồi, anh đặt giếng cái này nó có chạy đỡ không anh? Nước mới 3-4 ngày nay mới có nước mới đem vô đặt. Dạ. Tôi ở Phú Hậu mà qua bên bển dịch bệnh rồi không có qua Campuchia đặt được. Rồi đặt đồng Việt. Dạ. Kiếm ăn vậy chứ hồi có đất có đai gì đâu. Mùa nước thì nhờ mằng ăn cá không à. Hiện tại thì em thấy ở đây có mấy cái giếng nó gần gần san sát với nhau. Như vậy là mấy cái số giếng ở đây là của anh hết hả? Mới đặt đây ra đó hả? Dạ, vậy là mới hôm nay mới qua đây đặt hả anh? Dạ, còn đó anh em con cháu rồi đặt. Dạ. Kiếm mùa nước. Dạ, như vậy là mình mới qua đây đặt ngày hôm nay. Dạ. Được 3 cái rồi. Dạ. Là cái mắt lưới này là mắt lưới thưa ha. Lưới thưa. Đây là mắt lưới 5 ly. Có thể bắt những con cá lớn ha. Dạ. Cá nhỏ thì nó lọt hết ra. Cá nhỏ lọt ra. Thì đặt đây cũng khoảng 10 bữa nữa tháng là con cá nó bự rồi bắt được rồi. Dạ. Thì ngoài công việc đặt giếng anh còn có công việc nào khác hơn nữa không anh Hậu? Không, không có mằng cái gì được hết trơn, chỉ nhờ mùa nước không. Dạ. Mùa khô thì đi con thì đi dắt lúa mướn, mằng mướn ăn chứ đâu có đất. Dạ. Mình mới đặt ở đây thôi chứ chưa có cái nào đặt rồi để mà thu hoạch được mà mình biết. Có cái đó đặt ngày qua đó. Dạ. Như vậy một cái giếng như vậy nó chạy khoảng bao nhiêu cá vậy? Dạ, nếu lũ nó về nhanh á thì cá linh nó mới tràn xuống rồi đổ một cái vậy cũng chục ngoài 20 kg. Dạ. Nó theo con nước. Dạ. Hiện tại thì con cá nó lớn chưa vậy anh Hậu? Con cá đồng này thì chưa có thấy, chứ còn cái đồng Phú Hậu thì cá linh nó bằng ngón tay út hết rồi. Dạ. Cá là ăn ngon lành luôn đó. Thì năm nay dịch bệnh rồi bên Campuchia nó biên phòng không cho qua. Dạ. Rồi thành thử mình về đồng Việt mình sống. Dạ, vậy đi cho chắc ăn nè. Dạ. Dạ. Vì bị dịch bệnh đó. Chính quyền nhà nước người ta cũng lo cho mình cũng phải chấp hành chỉ thị theo chính phủ. À, đến đây thì địa phương mình cũng sắp xếp ổn thỏa cho anh làm công việc đặt giếng trên đồng ruộng mình cũng bình thường anh. Bình thường. Dạ. Thì chính quyền nhà nước thì cũng lo cho dân, bây giờ chỗ nào mà không được thì gom lại cái đồng im ái thì mà ăn vậy chứ. Mùa nước thì dân nghèo, dân khổ thì đặt giếng. Còn mấy người ta có đất, có đai thì người ta đâu có lặn lậu vô trong đồng, trong bái như vậy. Dạ. Ở gần chắc tháng này nước còn mát nè. Chắc chưa cái nóng tháng là gì thở không kịp á. Dạ. Như vậy là anh đi cùng với con của anh. Dạ. Dạ. Hiện tại thì hai cha con đang dâng cái luồng giếng này dài vô trong kia. Dài vô trong kia. Dạ. Vậy là anh qua đây anh ở đây hay là anh đi đi về về hả? Dạ. Đi về về có thuận lợi không anh? Thuận
thuận lợi nhà nước bây giờ là mở cửa đường thủy cho mình đi. Dạ. Trên bờ thì tạm trú tạm vắng thì phải khai báo y tế. Dạ. Hiện tại thì nó chạy cái gì nha? Cá sặc với cá chốt, cá lăng, lương. Dạ. Ốc vàng, cô bá nạp. Dạ, vô gì là mình thu hoạch cái nấy. Dạ. Dạ. Rồi, em có thấy có con lương nữa. Lương. Lương, ốc, cua gì đầy đủ hết ha. Đủ loại. Đủ loại. Đây. Khá là nhiều. Anh cứ giả đây đi, giả vàng đi, em lấy cảnh xa một cái. Rồi, cảm ơn anh Hảo luôn. Khoan, đây nhiều quá nè. Mấy con lương. Đây, có mấy con lương. Ồ, nhiều lương quá. Có nhiều lương nè. Này cá lòng tông chưa có mặt cá linh. Dạ. Đủ thứ loại cá hết luôn. Lương, cua, ốc. Rồi, cảm ơn anh luôn. Dạ. Rồi, vậy là về luôn rồi đó. Video ngày hôm nay ATV ẩm thực vùng quê đã đưa quý vị cùng các bạn đến tham quan cánh đồng quê hương mùa nước nổi. Và video cũng khá là dài và xin phép được kết thúc video ở đây. ATV ẩm thực vùng quê xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh. Thân ái, chào, tạm biệt.